mai này được nối ngôi, đó là một đại quả cho đất nước này rồi còn gì. Con mụ nham hiểm đó chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên đâu. Ta nhất định phải trở thành Hoàng Thái Phi. Còn sống, chị nói dối, là chị nói dối, tại sao vậy? Giả thì sẽ không bao giờ trở thành thật. Dù có nói gì thì khoảng cách giữa tôi và chị rất lớn. Trong một khu rừng, kẻ cầm cung tên chưa hẳn là